Kính chào các bạn, ngày hôm nay Chủ nhật ngày 19 tháng 4 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Kinh tế Trung Quốc suy sụp chưa từng thấy. Nền kinh tế lớn thứ nhì thế giới co cụm 6,8% trong quý 1 kết thúc vào tháng 3 với cùng kỳ năm ngoái giữa lúc các hãng xưởng, văn phòng và trung tâm mua sắm đóng cửa để khống chế đại dịch. Theo các số liệu chính thức được công bố vào hôm thứ Sáu ngày 17 tháng 4 năm 2020 vừa qua. Tiêu thụ nội địa cũng giảm mạnh và hoạt động của các nhà máy eo ụt hơn trông đợi rất nhiều. Đây là hình ảnh công nhân phục vụ đang tháo dỡ những hàng rào cách ly ở Vũ Hán vào ngày 8 tháng 4 năm 2020. Trung Quốc, nơi đại dịch xuất phát từ tháng 12 năm ngoái, là nền kinh tế lớn đầu tiên bắt đầu hồi phục sau khi Đảng Cộng sản cầm quyền ở Trung Quốc tuyên bố kiểm soát được dịch cúm Vũ Hán. Thiệt hại tài chính mà virus corona hiện nay gây ra cho nền kinh tế Trung Quốc sẽ còn là mối lo ngại rất lớn đối với các quốc gia khác. Trung Quốc là một cường quốc kinh tế với tư cách là người tiêu dùng, đồng thời là nhà sản xuất hàng hóa và dịch vụ. Đây là lần đầu tiên Trung Quốc chứng kiến nền kinh tế của mình bị suy giảm trong 3 tháng đầu năm kể từ khi bắt đầu ghi nhận số liệu hàng quý từ năm 1992. Thông tin cho biết, sự suy giảm GDP từ tháng riêng đến tháng 3 sẽ chuyển thành tổn thất thu nhập vĩnh viễn, được thể hiện trong các vụ phá sản của các công ty nhỏ và người lao động mất việc làm. Yu Shu, tại nhóm nghiên cứu The Economy Intelligent Unit, đã nói các nhà máy đã được phép mở lại vào trong tháng trước, nhưng các rạp hát và các doanh nghiệp khác từng mướn hàng triệu công nhân vẫn đóng cửa. Và các dấu hiệu cho thấy là qua đợt tăng ban đầu, ngay khi các biện pháp kiểm soát chấm dứt, các hoạt động phục hồi đã chậm lại đáng kể, theo báo cáo của ông Julian thuộc công ty Capita Economy thông báo như vậy. Và Trung Quốc sẽ phải vượt qua một chặng đường rất dài trước khi có thể hồi phục, ông nói tiếp. Đây là hình ảnh hành khách chờ chuyến tàu tại ga đường sắt Hán Khẩu, một trong ba nhà ga chính ở thành phố Vũ Hán vào ngày 8 tháng 4, và ước tính có khoảng 55.000 người sẽ rời khỏi thành phố này trong ngày hôm đó. Theo bà Elise Peng của tập đoàn tư vấn tài chính ENK, thì lần trước kinh tế Trung Quốc co cụm với mức tương đương như thế này là năm 1967, thời kỳ của cuộc cách mạng văn hóa, lúc đó kinh tế Trung Quốc giảm 5,8%. Vào năm ngoái, Trung Quốc chứng kiến tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ ở mức 6,4% trong quý đầu tiên, giai đoạn mà nước này bị mắc kẹt trong cuộc chiến thương mại với Mỹ. Trong hai thập kỷ qua, Trung Quốc đã chứng kiến mức tăng trưởng kinh tế trung bình khoảng 9% mỗi năm. Mặc dù các chuyên gia thường xuyên đặt câu hỏi về tính chính xác của các dữ liệu được nhà cầm quyền Bắc Kinh đưa ra. Và nền kinh tế của Trung Quốc đã bị đình trệ trong 3 tháng đầu năm khi nước này đưa ra các biện pháp phong tỏa và xét nghiệm quy mô lớn để ngăn chặn sự lây lan của virus vào hồi cuối tháng riêng. Và kết quả là các nhà kinh tế đã dự đoán con số ảm đạm, nhưng dữ liệu chính thức còn tệ hơn dự kiến. Lao động phổ thông ở Trung Quốc chịu ảnh hưởng nặng nề do đại dịch viêm phổi từ Vũ Hán. Và sự suy giảm lớn cho thấy tác động sâu sắc của virus corona và phản ứng hà khắc của chính phủ đối với sự việc này đã ảnh hưởng lớn đến nền kinh tế thứ hai của thế giới. Cũng đại dịch này, nó đã xóa sổ tăng trưởng kinh tế 6% của Trung Quốc được ghi nhận vào cuối năm ngoái. Đây là hình ảnh một nhà hàng ở Vũ Hán mở bán lại với rất nhiều khó khăn sau 11 tuần đóng cửa. Bắc Kinh cho hay, một kế hoạch kích thích kinh tế sâu rộng đang diễn ra khi họ cố gắng ổn định kinh tế và phục hồi. Đầu tuần này, các cơ quan ngôn luận chính thức của Đảng Cộng sản Trung Quốc, Nhân dân cho hay rằng nước này sẽ mở rộng nhu cầu trong nước. Nhưng sự chậm lại trong một phần còn lại của kinh tế toàn cầu là một vấn đề quan trọng vì xuất khẩu vẫn đóng vai trò chính trong nền kinh tế Trung Quốc. Nếu điều này xảy ra, sẽ không có một sự phục hồi nhanh chóng khi không có sự xuất khẩu tiếp tục được tăng trưởng. Vào hôm thứ Năm, Quỹ Tiền tệ Quốc tế dự báo kinh tế Trung Quốc sẽ tránh được suy thoái nhưng chỉ tăng 1,2% trong năm nay. Và số liệu việc làm công bố gần đây cho thấy con số thất nghiệp chính thức do chính phủ công bố đã tăng mạnh, số lượng lao động trong các công ty liên quan đến thương mại xuất khẩu giảm đi nhiều nhất. Và Trung Quốc cũng đã tiết lộ một loạt các biện pháp hỗ trợ tài chính để giảm bớt tác động của sự suy giảm, nhưng không cùng với quy mô như các nền kinh tế lớn khác. Louis, nhà phân tích của Oxford Economy cho biết như sau. Chúng tôi không mong đợi được sự kích thích tăng trưởng ở quy mô lớn vì điều này vẫn không phổ biến ở Bắc Kinh. Thay vào đó, chúng tôi nghĩ rằng các nhà hoạch định chính sách sẽ chấp nhận tăng trưởng thấp trong năm nay dựa trên triển vọng tốt đẹp hơn
cho năm 2021. Và kể từ tháng 3, Trung Quốc đã bắt đầu cho phép các nhà máy tiếp tục sản xuất và các doanh nghiệp mở cửa trở lại. Nhưng đây là một quá trình dần dần để trở lại mức như trước bị phong tỏa. Trung Quốc cũng phụ thuộc rất nhiều vào các nhà máy và xưởng sản xuất của mình để tăng trưởng kinh tế và được mệnh danh là nhà máy và công xưởng của thế giới. Tại Đông Nam Á, phụ thuộc cũng rất nhiều vào Trung Quốc với tư cách là đối tác thương mại và người tiêu dùng sản phẩm của mình. Và thực trạng này chúng ta cũng đang chứng kiến tại cửa khẩu phía Bắc của Việt Nam, hàng ngàn xe ô tô chở hàng đang ứ động vì không vào được Trung Quốc. Đây là hình ảnh tàu điện ngầm ở Vũ Hán đã hoạt động trở lại. Thị trường chứng khoán trong khu vực cho thấy phản ứng đa chiều với dữ liệu kinh tế của Trung Quốc, với chỉ số Shanghai Composite của Trung Quốc tăng 0,9%. Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản đã tăng 2,5% vào hôm thứ Sáu sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tiết lộ kế hoạch nới lỏng các lệnh phong tỏa. Các dự báo trước đó cho rằng kinh tế Trung Quốc sẽ sớm hồi phục, có thể trong tháng này, tuy nhiên kỳ vọng kinh tế sẽ bung trở lại theo hình chữ V là điều không thực tế, dựa trên các số thống kê cho thấy mấy khích lệ về xuất khẩu, bán lẻ và các dữ liệu khác cũng gần như vẫn chưa có khởi sắc nhiều. Thay vào đó, các nhà kinh tế dự báo một quá trình phục hồi gian nan và chậm chạp trước khi kinh tế có thể tăng trưởng trở lại. Đây sẽ là một thách thức chính trị cho Đảng Cộng sản đang cầm quyền ở Trung Quốc, vốn duy trì quyền lực dựa trên các thành quả kinh tế. Và Đảng Cộng sản Trung Quốc cũng kêu gọi các công ty duy trì lực lượng lao động, tránh sa thải công nhân và nhân viên trong thời gian phong tỏa. Nhưng một số công ty đã thất bại, làm tăng lo âu trong công chúng. Theo đài NPR, Quốc vụ viện Trung Quốc hôm thứ Sáu đã nói 99% các hãng sản xuất bắt đầu làm việc trở lại, trong khi 84% các doanh nghiệp cỡ nhỏ và cỡ trung đã mở cửa hoạt động. Nhưng số liệu đó không có nghĩa là hoạt động kinh tế đã hoàn toàn trở lại. Đa số các cơ sở muốn nhân viên văn phòng nói họ chỉ cho phép nhân viên phân nửa số nhân viên làm việc vào bất cứ thời điểm nào. Cũng tại tỉnh Hồ Bắc và các khu vực nơi dịch bùng phát ở mới đây, các nhà hàng ăn chỉ có thể cung cấp thức ăn mang đi mà thôi. Và hơn 240.000 doanh nghiệp nhỏ đã bị khánh tận trong đại dịch này. Và vòng xoáy suy thái kinh tế thế giới sẽ xoay quanh tâm điểm là Trung Quốc phải không? Là một câu hỏi được đặt ra. Đây là hình ảnh một dây chuyền sản xuất nước uống ở Trung Quốc. Cũng theo Tổ chức Y tế Thế giới, Tiền tệ Thế giới, IMF, kinh tế thế giới vào năm 2019 tăng trưởng 2,9%, không tạo được cách biệt với ngưỡng 2,5% là bao nhiêu so với suy thoái kinh tế toàn cầu. Sự xuất hiện của viêm phổi Vũ Hán đe dọa đẩy kinh tế toàn cầu vào ngưỡng suy thoái sâu hơn. Một khi viễn cảnh này xảy ra, Trung Quốc sẽ là nơi khởi đầu tiên và tiến triển cũng là điểm kết thúc. Ảnh hưởng của dịch bệnh lên nền kinh tế mang tính gián tiếp, còn tình trạng thông tin thiếu minh bạch mới là tác động gây nên tâm trạng bất an và bối rối, châm ngòi cho cảm giác lo sợ và khuếch đại cú sốc kinh tế. Ảnh hưởng của dịch bệnh không chỉ mang tính địa lý mà nó gắn liền với nền tảng kinh tế chính trị của quốc gia này. Nền kinh tế Trung Quốc ngày nay có quy mô lớn hơn nhiều so với 17 năm trước. IMF ước tính quốc gia hàng tỷ dân này đã đóng góp 20% đầu ra sản phẩm cho toàn cầu với con số 8,5% vào năm 2003. Trung Quốc hiện nay đã trở thành cỗ máy thúc đẩy tăng trưởng kinh tế lớn nhất thế giới. Cũng theo Ngân hàng Thế giới, quốc gia này chiếm 35% tổng tăng trưởng kinh tế toàn cầu tính theo đô la Mỹ trong giai đoạn từ năm 2017 cho đến 2019, gần gấp đôi tỷ lệ 18% của nước Mỹ và cao gần gấp 4 lần con số 7,9% của châu Âu. Vì vậy, một khi kinh tế Trung Quốc tăng trưởng chậm lại, ảnh hưởng toàn cầu sẽ mạnh mẽ hơn nhiều so với đợt dịch bệnh bùng phát trước đó. Một vấn đề nữa là sản xuất kinh tế và kinh doanh toàn cầu hiện đang phụ thuộc rất nhiều vào chuỗi cung ứng toàn cầu mà Trung Quốc là trung tâm. Đây là hình ảnh dòng xe container ở xa lộ Hà Nội ở thành phố Hồ Chí Minh trên đường ra cảng Cát Lái vào hôm 14 tháng 4 trong những ngày cách ly toàn quốc ở Việt Nam. Tình trạng cách ly hàng chục triệu người và phong tỏa nhiều thành phố đã khiến phần lớn các nhà máy nơi đây phải đóng cửa gần hết tháng 2. Nhiều ngành công nghiệp trên thế giới, chẳng hạn như việc sản xuất iPhone của Mỹ hay xe hơi cũng lâm vào tình trạng thiếu phụ tùng và linh kiện. Ảnh hưởng có quy mô lớn hơn nhiều tưởng tượng, thậm chí các quốc gia không được cho là cốt lõi của chuỗi cung ứng toàn cầu cũng chịu tác động. Chính phủ Ấn Độ đã tuyên bố sẽ cấm xuất khẩu biệt dược gốc vì đứt gãy trong sản xuất,
nguyên nhân là bởi các nhà sản xuất ở đây phụ thuộc 70% thành phần hoạt chất từ Trung Quốc. Mặt khác, nền kinh tế toàn cầu cũng đã suy giảm nhiều so với giai đoạn 2003, ngay cả khi trước khi dịch bệnh bùng phát. Bên cạnh sự gián đoạn sản xuất còn là sự suy giảm nhu cầu từ quốc gia tỷ dân. Các quốc gia xuất khẩu như Úc, các nước châu Phi, Mỹ Latin hay Trung Đông trước đại dịch viêm phổi Vũ Hán vốn đã vật lộn với khó khăn, nay phải đối mặt với giai đoạn khó khăn mới vì Trung Quốc là thị trường quan trọng nhất đối với họ. Và tình trạng đóng băng đột ngột của ngành du lịch Trung Quốc đang tổn hại tới các hàng không và các ngành du lịch dịch vụ, bởi du khách Trung Quốc là nguồn cầu quan trọng của nhiều thị trường cũng năm gần đây. Chi tiêu nội địa của Trung Quốc cũng giảm mạnh khi dân cư ở trong nhà và hạn chế đi lại. Và với vai trò là quốc gia nhập khẩu lớn thứ nhì thế giới chỉ sau Mỹ, mức tiêu thụ nội địa đi xuống của Trung Quốc cũng đang kéo theo nhu cầu toàn cầu suy giảm rõ rệt. Và chính phủ Trung Quốc ngày nay tỏ ra không mặn mà gì với chính sách tài khoá. Thay vào đó, họ lên kế hoạch các biện pháp can thiệp khác như kéo dài thời gian hạn tín dụng và giảm thuế cho các doanh nghiệp chịu thiệt hại do bệnh dịch, đồng thời hỗ trợ tiền thuê cho các nhà bán lẻ. Sự hồi phục của kinh tế toàn cầu hậu suy thoái sẽ xuất hiện theo từng giai đoạn, phần lớn sẽ đi theo bước tiến của Trung Quốc, bởi đây là quốc gia đi trước thế giới trong việc trấn áp dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán vì là nơi khởi phát. Một khi sản xuất phục hồi, người tiêu dùng Trung Quốc sẽ mua sắm trở lại trong quý 2 năm 2020 và đẩy cầu tăng cao. Một khi các chuỗi cung của Trung Quốc quay trở về guồng máy cũ, sản xuất tại châu Á cũng sẽ bắt đầu phục hồi. Và nếu viêm phổi Vũ Hán sớm được kiểm soát tại các nước phát triển tại Bắc Mỹ và châu Âu trong quý 2 năm 2020, nguồn cầu gia tăng tại Trung Quốc sẽ kích thích tăng trưởng cho các nền kinh tế này. Ngoại trừ trường hợp các cú sốc lớn có thể tác động gián tiếp, chẳng hạn như sự sụp đổ của thị trường nợ doanh nghiệp hay khả năng vỡ bong bóng của một số tài sản, sự quay trở lại của Trung Quốc vẫn sẽ đưa tăng trưởng kinh tế toàn cầu lên cao hơn mức suy thoái 2,5% trong nửa cuối của năm, bất chấp các nước phát triển có phục hồi được hay không. Và bên cạnh đó, nền kinh tế của Việt Nam trong thời gian dài dưới sự cai trị của Đảng Cộng sản ở Ba Đình đã làm cho các doanh nghiệp trong nước bị phụ thuộc quá nhiều vào Bắc Kinh. Giờ đây, khi xảy ra đại dịch cùng tình trạng căng thẳng trên Biển Đông thì thiệt hại càng lớn hơn bội phần. Chỉ có cách nhà cầm quyền ở Hà Nội ngay lập tức thay đổi thể chế để cương quyết thoát chung và gia nhập thế giới dân chủ và tự do. Điều đó sẽ đem lại một tương lai tốt đẹp hơn cho đất nước và dân tộc Việt Nam. Các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .de ngày hôm nay Chủ nhật ngày 19 tháng 4 năm 2020 với bản tin Kinh tế Trung Quốc suy sụp chưa từng thấy. Các bạn hãy chia sẻ bản tin này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de.